Ok, chào mừng anh em đến với channel của Tôn Cun Gaming nha. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em trải nghiệm một tựa game mới ra mắt, đó chính là Hoyeon, một tựa game của Hàn Quốc. Đấy, game nhập vai kẻ tướng dựa trên vũ trụ Blade and Soul, cực thú vị. Đấy, thì mình sẽ giới thiệu cho anh em qua một chút về cái tựa game này nha. Nếu như anh em chưa biết thì Hoyeon là một tựa game nhập vai mới được NC Soft phát triển và công bố trong sự kiện G-Star năm 2023. Game được dựa trên IP Blade and Soul, cũng do NCSoft phát hành, nên phần bối cảnh và cốt truyện và các nhân vật quen thuộc một thời đều sẽ có mặt trong tựa game này. Hoyeon là một tựa game MMORPG siêu tầm thẻ tướng 3D di động và PC, kết hợp nhiều thể loại game với nhau. Điểm đặc biệt của game đó chính là được chuyển thể từ vũ trụ Blade and Soul, và người chơi sẽ quay ngược thời gian 3 năm trước các sự kiện của trò chơi chính. Lối chơi game nhập vai hành động thì đã quá quen thuộc rồi, nhưng đơn giản chỉ là nhiệm vụ đánh quái. Còn với game nhập vai đánh theo lượt thì sẽ có lối chơi khá thú vị. Người chơi sẽ phải xây dựng đội hình gồm 5 nhân vật khác nhau để chuẩn bị cho kẻ địch. Đấy, chúng ta ở trong tựa game này sẽ gặp gỡ đến 60 anh hùng đầy đủ để tham gia vào cốt truyện phiêu lưu. Chế độ chiến đấu theo lượt, chế độ thử thách trùm khó, hệ thống kết hợp kỹ năng và chiến lược chinh phục kẻ thù, hãy kính chờ anh em, sẽ có hết trong cái tựa game này. Khác với đàn anh Blade and Soul, tựa game Hoyeon mang đến cho người chơi một lối chơi thiên về giải trí nhiều hơn là chiến đấu nha anh em. Bao gồm tính năng phụ như xây dựng môn phái này, tìm hiểu cốt truyện cực đỉnh thông qua các đoạn cắt cảnh hay animation, xây dựng quan hệ giữa các nhân vật với nhau. Đấy, về cơ bản là game nó sẽ vận hành như vậy, và trang chủ tải game mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả nha anh em. Còn bây giờ ấy, cùng mình bước vào cái trải nghiệm cái tựa game này nào. Đây, chúng ta thấy là mới đầu vào sẽ rất là đẹp với cái hình kiểu chibi của tựa game này. Đấy, có cả con pet đi theo bên cạnh nha. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ một chút nha. Nãy mình có thử qua một chút rồi. Ủa, cả emotion này, thử các bạn. Chào này, lắc đầu này, xịn quá nhở. Rồi. Ủa, gì đây? Tiếng hơi to anh em ạ, để mình cho tiếng nhỏ lại một chút. Tiếng giật ca mình. Ok. Rồi. Game này chúng ta sẽ có điều chỉnh camera thoải mái này. Đấy, di chuyển camera được này. Đánh nhau này, hình rất là đẹp nha anh em, mình đang để cấu hình cao nha. Đánh luôn nha, đánh luôn. Gọi chiêu ra này, đấy, gọi một thanh niên ra đánh phụ này, đấy, bắn lửa cái này. Rất là ok này, vào đánh này. Chúng ta sẽ có các phân các hệ ra trong tựa game này nha anh em. Ví dụ như nhân vật chính của chúng ta hệ nước này, có skip cốt truyện nha. Hay, rất gọi là một kỹ năng, gọi là một chế độ cực kỳ ngon lành của các tựa game gacha này, đó chính là skip cốt truyện, cực kỳ ngon. Trước mình chơi con Wuthering Way đó anh em, có skip cốt truyện đã kinh khủng lắm rồi. Anh em nhìn thấy không, đây chúng ta đang là hệ hỏa nha. Hệ nước nha. Đấy. Còn thanh niên kia hệ lửa. Chúng ta sẽ dùng những con này để khắc chế được những cái hệ còn lại. Đấy, được thêm đam nha, đánh đối phương mất máu nhiều hơn. Mình thấy các anh em Việt Nam kêu gọi nhau chơi ở server Musi. Đấy, và mình cũng đang thử chơi ở server này. Đâu xem nào. Sử dụng skill này, vào tấn công này. Ôi có cả block đối phương có khả năng block attack nha anh em. Đánh diện rộng này, trong này có cả né tránh luôn nha anh em. Né tránh, nhảy, đỡ đòn các kiểu. Đấy. Một này, dùng chiêu này. Một tiếp này. Hai luôn. Ủa combo nha, cái được combo. Úi xổ. Này thì đi chứ còn gì nữa. Bạn bướng, vừa rồi là một loạt cái được combo nha anh em. Giữa nhân vật chính của chúng ta và nhân vật phụ. Đấy. Trong này có nhảy né tránh các kiểu nha, đàng hoàng luôn. Đấy.
rất cute. Mình thực ra là chưa chơi Blade and Soul đâu, cho nên là cứ vào trải nghiệm game này trước ai anh em ạ. Chúng ta cũng chưa chơi đâu. Có thêm một nhân vật nữa anh em, Uwon này. Skip luôn. Mình là skip cốt truyện không nói nhiều. Đây là pháp sư rồi anh em. Thai lead support này, Rai nhà đánh xa này, hỗ trợ này, khả năng búp máu rồi. Đấy, rồi có dấu cộng này thì chắc chắn là búp máu rồi anh em. Không có nói nhiều. Có map này, NPC này, bấm vào đây để đi có tự động chạy rồi anh em. Lúc nãy mình phải chạy còn bây giờ tự động chạy rồi. Có tự động đánh luôn à? Tự động đánh không? Đang đánh như này anh em, nhưng mình chưa biết có tự động đánh hay không. Đấy, mình đang chưa bỏ tay nhá, đang chưa làm gì nhá. Có thử thanh niên pháp sư rồi xem nào. Có gì? Đấy, búp máu rồi đấy, mình vừa thấy có cái bắn người là mình biết búp máu rồi. Đấy, tự đánh này, bắn lửa này. Boom! Sổ rồi, đau chưa? Joy attack. Cứu gì đấy? Đây, ấn là tự động chạy đến nha. Lúc nãy mình không phải ấn tự động chạy đến, còn bây giờ là tự động chạy đến rồi. Ok. Bây giờ làm gì tiếp nào? Quái đường chung như store này. Đấy, các con quái ở đây này. Level mấy rồi? Vẫn level 1 anh em ạ. Quánh chơi lãi giờ, chưa lên level 2. Ao thất. Lại đánh nhau tiếp. Ủa, nó làm cái hình rất đẹp nha. Ô, lại được thêm con nữa à? Thai lead defense này, tanker rồi. Chắc là búp giáp rồi anh em. Mình nghĩ mỗi thai này sẽ có một tác dụng khác nhau. Búp giáp này, búp đam các kiểu. Ồ, chiến thôi. Có ông già này chắc là tanker rồi. Khác hơn. Múc. Múc. Nói nhiều, đánh. Bắn lửa này. Búp máu này, thực ra không cần búp máu mà kệ, cứ búp thôi. Quá anh. Ông kia mình tưởng là vào team mình cũng không vào team à? Chắc tí nữa vào team mình em ạ. Ê. Xôi ôi. Epic monster. À, boss. Đâu boss, đâu. Úi. Né chiêu này. Đấy, thấy không, anh thấy không? Né chiêu. Đấy, né chiêu này. G này. Một. Né chiêu. Úi xôi, hay chưa? Né ngay quả chọc của nó nha. Ba. Búp máu luôn, vừa mất máu. Phối kết hợp chiêu E. Né tiếp. Ui. Đấy, nghe thấy không? Đấy, không né là nó chọc mình đi ngay. Né này. Đấy. Camera anh em có thể điều chỉnh thoải mái, chọn hướng bằng nút chuột phải nha. Anh em nào chơi Wuthering Way rồi thì chơi game này dễ luôn anh em ạ. Chỉ cần né với cả ấy thôi, chứ không cần phải bay nhảy gì nhiều đâu. Đấy, chỉ cần né cả xếp team làm sao phối kết hợp team đánh nó gọi là búp ok nhất là anh em có thể bém boss các kiểu rồi. Đấy, hình rất đẹp nha, mình phải nói luôn là hình rất đẹp, cấu hình rất đẹp, hình như là 30GB game, hình như 30GB anh em ạ. Đấy. Sao mà skip cốt truyện luôn không có nhiều. Vâng, và level 2 rồi. Chúng ta ở trong này không phải là level của nhân vật nữa, chúng ta là level của clan anh em ạ. Mấy thanh niên này coi là trong một clan của chúng ta hết. Đấy. Ok. Lại teleport, đó, chúng ta chỉ cần bấm. Cứ bấm là nó sẽ tự di chuyển thôi. Bay rất là nhanh. Chính là cái này không được gọi là thế giới mở đâu anh em. Đấy, cứ đánh đi map thôi. Không phải là, không hẳn là đi map mà là đi chưa rõ lắm, đi làm nhiệm vụ đã để xem nó chơi như nào, sẽ có phần đánh boss, không biết có PVP không anh em nhỉ. Mình thấy trên video là đánh boss là rủ nhau đánh boss được rồi, cho nên là không biết là có đánh PVP được không. Có PVP cũng khá là hay đấy. Nào xem nào. Đấy, clan level 2 này. À, được xây dựng anh em à. Nhận quà nào. Lemon đó nào. Ui, xây dựng clan luôn ạ. Chất thật. Chắc là chưa có gì rồi. Chưa có gì anh em ạ, chưa xây cái gì.
Ok, ao rồi đã. Trò này làm đẹp phết đấy nha. Trò này làm đẹp phết anh em ạ. Đó. Skip cốt truyện luôn. Trời luôn, không có cốt truyện, cốt treo gì hết. Gì anh? Tí nữa sẽ có... À đây rồi, gacha đây rồi anh em, gacha đây rồi. Đây rồi. Chúng ta sẽ có 10 lần gacha luôn này. Ui xồi. Ui. 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 Những gacha chất thật anh em ạ. Gì ơi, mở cửa à? Có con rồng mở cửa. Có màu vàng không? Tôi có gì màu vàng đi. Mở cửa. Màu xanh à? Ui con rồng này, con rồng này, con rồng này. Con rồng màu vàng à? Màu tím à? Đấy, con gì ơi? Ui dồi. Mình vẫn chưa rõ màu sẽ là màu vàng, màu tím như nào nhở? Hoặc là màu xanh như nào, những con nào ngon, con nào khỏe. Ui, anh em trông ngầu quá ấy. Có nhiều tướng ấy. Toàn chóc tướng anh em, thế là không cần phải roll vũ khí như game kia của chúng ta à? Game Wuthering Way à? Ui dồi. Được ấy nhở? 10 thanh niên Gwen này, Unak này, Yunwa, Dura, Hemeyao, Kuyang, Han Sirang, The Swift, Nero. À, rồi đấy, về cơ bản là chúng ta sẽ có 10 nhân vật đây rồi. Đấy. Ồ, free event luôn này. Nhận luôn. Xin. Tôi xin luôn. Cái gì đây? Nghìn này, hôm nay chúng ta tiêu hết 1000 quay x10 rồi. Special này, ui. À thì limited này, ui. Nhìn chơi chưa? Chất chưa anh em? Ui xồi. Cánh này. Quay, à 80 lần là sẽ ra này. 80 lần là sẽ ra này. Bên dưới này là gì? Ô, bên dưới này dùng tiền để nhân được, à, để nhận này anh em. Rikyu 20.000 này, mình có 105.000 này, chẳng lẽ lại dùng. Thế này là gì? Rikyu X10 này, Free chơi luôn. À, à được chọn. À, chúng ta sẽ được chọn để xem quay ra sẽ ra nhân vật nào chúng ta cần. À. Thiên là trông ngầu nhỉ? Hai thiên nhiên là trông ngầu nhỉ? Chọn một trong hai đi. Ủa, nhìn đẹp không anh em? Ngầu không? Ngầu đét luôn. Chưa rõ thanh niên đấy như nào. Chỉ biết ngầu thôi, còn chưa biết là khủng như nào. Rồi cơ, tạm tạm thế đã. Ê, mình thử quay một phát này nhá. Quay lửa nhá. Thử một phát này xem nào. Rikyu 20.000 này ra luôn. Ra chưa? Con rồng của chúng tôi đã ui không ra anh em ạ. Ujin nè. Ô. Ôi không ra vẫn mất luôn á. What the. Thôi quay nốt thằng này nó đi. Không ra là mất luôn anh em ạ. Vậy là đỏ mới ra, còn không đỏ là thôi. Ra. Ui. Trông ngầu ấy. Dark Striker này anh em. Tôi cũng không ra con đấy luôn. Ờ. Sao ao rồi. Ờ. Đây được Rikyu 10 này. Đấy. Cái kia là đỏ mới ra anh em ạ. Thôi được rồi. Cơ bản gacha là như thế. Rồi. Giờ tí nữa chúng ta sẽ xem. Đây. Giờ chúng ta sẽ xem team Rikyu Hero này. Đấy. Mở một loa. Úi giời. Ơ, sao lại có mấy con? Special Master Elite. À, đây này, xếp thứ tự đây anh em này, hàng Elite đây này. Elite, mình có con Hongbi là Elite này.
Như Elite là cao nhất rồi sao này. À, Master là vừa vừa này, Special đặc biệt này. Ơ thế con nào ngon nhất nhở? Ô mình thấy Special mới là ngon nhất hay sao anh em ạ? Elite là lởm nhất rồi. Elite lởm nhất anh em ạ, Special là ngon nhất. Được mỗi con tướng của mình ở đây thôi, đấy thì bảo sao. Rồi. Special ngon nhất anh em ạ, Master là vừa phải. Glamon. Rồi, xếp team thôi. Chúng ta có thể thay đổi xuất quân được này. Thay đổi leader được này. Chúng ta có thể cho ai làm leader được, tùy thôi, đánh gần đánh xa. Slot 3 4. Rồi, kéo Thảo, ok. Lên đi bạn. Đấy. Ui, có hình đầu rồng này anh em. Đầu rồng này phải ngon đấy nhở. Sao mình có 4 tướng nhở, nãy quay ra một loạt nhưng mà hình như phải quay ra nhiều lần con đấy mới ra mới được à. Căng nhở. Phải quay ra nhiều lần con đấy mới được anh em ơi. Reset hero không phải rồi. Căng rồi, thế thì khả năng là mình sẽ Chapter 1 à, New Star. Rồi. Chapter 2, Mission Chain. Bây giờ mình sẽ đổi thanh niên xuất hiện đi. Mình sẽ đổi leader đi, đổi leader này đi. Để hệ rồng trông đẹp phết, để hệ rồng đi, watch. À đây này, có các màu đây anh em này. Xanh này, xanh lá này, tím này, đấy, màu này. Đây có skill, chúng ta xem skill nha. Increase crit rate này, con này là tăng crit dam này, crit rate này. Gì đây? Tăng special dam này. Chiêu này là gì? Tăng này, tăng khả năng hồi máu, basic attack ulti này, dam này. Đây cũng chỉ là búp à anh em? Anh em này cũng chỉ là búp à? Anh em chỉ là búp rồi. Party member rồi, đây này, đây là gây dam này. Target này, đấy, mấy thiên nhiên này mới là gây dam này, thôi chuyển. Ok. Attacker này. Đây là có cắt 2 đấy anh em này. Chiến thuật này. 2 lead này. Supporter này. Water attacker này. Đấy, mấy attacker chúng ta cho lên làm ấy nha, cho lên làm ui, có cả item của chúng nó anh em. Ui, xịn đấy. Item luôn này. Cây đồ này, cây đồ được cho họ này. Ô. Ra gì nha. Rồi, lôm la là như thế này. Rồi, tiếp tục chơi thôi. Rồi ôi, được anh em, được. Rồi ôi, được. Event này. Rồi, do it later. Ui dồi, chưa gì ở gạ nạp cái này á. Tiền đâu anh trai? Hot deal thì em làm gì có. Ờ, có một ấy này. Sao không nhận được nhở? À đấy, được rồi. 50.000 này. Mua luôn, tôi đầy tiền. Tôi không thiếu tiền các bạn nhá. Tôi đầy tiền, mua hết. Cứ free là tôi mua, đầy tiền. Require hero này. Ui. À. Ui, còn một lần nữa này. Require người còn một lần để ra thanh niên tím này này. Nhưng mình làm gì có ten đâu. Mình làm gì có ten đâu. Một ngày nữa hết này. 650. Ôi, lấy đâu 650 anh em ơi. U chạc này. Gì? Nó xuất hiện cái gì anh em? Hiện cho chúng ta xem thôi, mấy này đắt lắm.
toàn phải liên kết để ấy thôi. Rồi, rồi rồi. Đấy, nhân vật chúng ta đây. Xôi, nhìn nó thấy oách rồi. Rồi, tiếp tục đi làm nhiệm vụ nha. Úi, à dùng thử à? Ơ, được chọn anh em. Được chọn này. Ủa, xịn vậy. Được chọn anh em. Úi, được chọn này, được chọn này. Yêu luôn. Random ma tướng à? Ra gì đây? Ra gì đây? Nhơn này màu vàng. Ui, ui, nhìn đẹp đấy. Khả năng thanh niên này là limited rồi anh em. Agura đắc attack melee. Ui xời ôi, vãi cầm kéo ạ. Cầm kéo chơi anh em ạ. Được đấy. Ui xời, đây là gì? À, đây là mở mảnh anh em ạ. Tôi vừa có một thanh niên rồi nha. Giờ tôi vào tôi chọn thanh niên đó nha. Đó rồi. Ở đấy, màu tím, màu xanh này. Ơ, thanh niên này cũng chỉ được màu xanh nhỉ? Ê, mà tưởng kinh khủng lắm. Attack em đi. Đóng băng này. Bết đam này. Cho lên làm leader luôn. Trên. Cho lên làm leader luôn. Không có nói nhiều. Nhìn rất là cute ngầu lòi. Rồi, cầm quả kéo chiến nha anh em. Rồi, khả năng hôm nay video giới thiệu ban đầu của mình, mình sẽ giới thiệu cho anh em đến đây thôi nhở. Đấy, giới thiệu cho anh em một chút về cái tựa game này. Còn anh em muốn xem mình chơi tiếp thì hãy để lại bình luận bên dưới để mình biết nha. Còn giờ thì cứ xem đến đây thôi. Ok, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo về những tựa game mới. Bye bye anh em.